Các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình đã tô màu xong rồi. Xin chào các bạn nha, giờ sẽ đưa chi tiết tô màu lại chụp cái nữa đi chứ. Lại đài rồi. Làm trong đợt mới là vừa là đúng 5 giờ luôn. Đấy. Đang bảo là giờ mà tải lên thì làm xong một đợt này nữa là đúng đến 5 giờ là nghỉ luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha. Muối em đây. À, vài chữ. Chấm muối. Đây rồi. Muối đi ngon. Hai cái muối để liếm. Liếm. Quen phá con giày a ta. Lão. Ăn lão à? Xin thử ăn từ. Quen lão à? Không thấy đậu với cả đây đi. Ừ. Con mấy mất dạy này, con mấy mất dạy này, xin một tiêu. Có tiền rồi. Ngại có tiền. Mình ngân à, tiền để trả đến tí đến trả thôi. Trả hơn mũi ngon. Này nhớ được không? Bây giờ hai đi mẹ em có làm một bán một lộn. Không chơi đi con này xanh lắm rồi. Không chơi đi con này xanh lắm rồi. Đi này mắc xanh. Sao có khi một lộ một chê đi. Không không mày. Tí một lộn lên vào điểm số. Cái đây. Một lộn. Một lộn. Một lộn. Hãy
trả thù được đâu. Như vậy thì mình nghĩ là cái thùng. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp nhá. Nếu các bạn thấy hay, ý nghĩa thì cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nha, giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Cháy với bật trống lên cái đỏ. Cháy với so bố cho 200. Chắc tiền. Có 1 triệu chuyển hết cho bố, chuyển hết dòng tiền rồi. Ây, cái khô. Một bắn. Một lộn. Một lộn, hiểu chưa? Đò quá luôn. Một lộn nó phải khác. Có gì ngon, 4 triệu 500. Cho tiền đi. Tí xong bố lại chụp cái này. Đấy. Đây. Cầm ở đây. Chụp với chụp khỏe. Win rồi. Ý, con mẹ win mẹ đi. Win em. Dạ, đợi, đợi, đợi. Dạ. Này, ra xong rồi. Ô, con mẹ nữa. Chị thấy sao này? Vừa mới tải mẹ em. Bà đi cu. Đã ra đâu. Mày. Đây. Con vũ trình nhắc đây. Gì? Nó chụp cái kiểu này. Happy birthday. Em đi đây thôi, về đi thôi. Lỗi. Cái gì ấy? Cà phê là cái gì? Cà phê là chuẩn bị. Ai về về làm béo gì đây? Về làm béo gì? Về đi ấy mà cái năm giờ đó gì vậy đó. Vậy là tôm xong chưa? Cứ thấy tôm bia thì ăn... Vậy chưa vậy? Thế là bà đấy ghi là mình gì? Đấy. Bà đấy ghi là mình gì?
ghi cái đấy. Đây ghi này. Nói ghi. Vậy thì vậy vẽ cái đầu vui. Thế mình ghi thì mình ghi nhận chứ mình ghi là đang trả bài rồi, đây là người ta nhớ ghi nhưng mình chưa. Ô nhưng bình thường là bình thường là. Ôi, anh mày nói chuyện của em không ơi, các bạn mẹ ăn rồi.